Que si lo tope. Năm hội thi của Mỹ đều là xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trong buổi nói ngày hôm nay và cùng bốn chị và em giám khảo đặc biệt trong buổi nói ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào xin chào nhất là. Dạ thưa quý vị, ngay bây giờ qua dùng lời mới mong rằng quý vị cũng thông tình ai chỉ có lá vé điện mời dùng cho bên tin em. Đó quý vị nhớ mua vé thì nhớ kiểm tra dùng cho Bell. 3 số là thiếu, 4 số là đủ, 5 số là dư quý vị nhé. Xin quý vị ơi, đó và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay chúng em sẽ có một chương trình bốc thăm trúng thưởng quý vị và những tờ lá vé không may quý vị. Ở quý vị cứ lật lại mặt sau và điền số điện thoại kèm theo đó là tên của mình quý vị nha. Và chúng em sẽ đưa ra một chương trình bốc thăm trúng thưởng cũng như là các combo bao lì xì trị giá 500.000 đồng trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Và kể từ ngày nay quý vị nào chưa có vé quý vị ơi, có ai chưa có vé giúp nhẹ cánh tay cao lên và ai đã có lá vé rồi mình tập trung dậy sẵn bắt đầu chương trình giờ số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có số 59 vừa qua có một chương trình đồng giảm chi phí khoa bộ với số vé chắc chưa học chương sống rồi và tiếp quý vị nha. Dạ quý vị ơi, đó quý vị nào mình còn tin nói quý vị ơi, đó mình cái tiếng thẳng bên trên của chúng em, đó chúng em sẽ chọn số chương trình trong dòng lò này quý vị nha. Đó cảm ơn quý vị rất là nhiều rồi, cảm ơn. Dạ chưa phải còn ai đúng không ạ? Có một người duy nhất thôi phải không quý vị? Dạ còn hỏi anh, còn ai đúng không kìa? Sao quý vị ơi, đó về dòng lời này thì có một người tin, cho nên em xin được phép mời một vị quý vị khán giả nào mình lên đây hỗ trợ giúp em được không quý vị ơi? Dạ, ai là người hỗ trợ cho em được không ạ? Vừa đơn đã kết thúc cho cửa Bella và Lâm Hoài Thi. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, một lần nữa xin chúc mừng các cuộc của Lâm Hoài Thi và ông Bella. Dạ, xin em xin mời giám khảo, chúc mời anh Hùng Vũ có điều này muốn nói với hai bạn ạ. Chào Lâm Hoài Thi và Bella. Biết nói gì đây ta? Mười điểm! Wow! Sốt sáng, cuốn tôi từ A đến Z luôn, không có rời khỏi mắt của hai bạn này. Đúng là trời phú cho hai bạn. Từ... Trời ơi, có nói cái gì vậy? Anh ơi, bảo mới nói là cái đó, nhưng mà anh đừng có lương tâm quá. Anh mới tới là chưa biết đâu. Giám khảo ẩm của đồng em đó. Mỗi cuộc thi là giám khảo ẩm không đó anh? Vậy không? Nhưng mà nói chung là Vũ biết nói gì hơn, tại vì giờ cũng đã trễ rồi, chỉ biết là hai bạn quá tuyệt vời, quá thích tiết mục của hai bạn luôn, một tràng pháo tay tuyệt vời luôn á. Em cảm thấy đây mới là một cái cặp đối kháng đúng chớp nè, đúng không anh? Thì hai anh xin mời chị Lộ ạ. Thì đầu giờ tới giờ luôn đó, thử thách đó. Thì đây mới là đối kháng nè. Chính xác. Trời, bởi vì chị tức ghê vậy đó, hồi nãy giờ thiệt sự là tới cái phần này luôn đó. Và chị có thấy được tinh thần của đêm diễn luôn đó. Và trước tiên là em phải cảm ơn Bella rất là nhiều luôn, tại vì hôm nay đã lấy phần này là của Xuân Tâm, một người trước đó ngoài Bella. Nhưng mà Xuân Tâm bị sốt cho nên là Bella phải thay Xuân Tâm rất là gấp luôn. Dạ, mới buổi chiều nay là mới buổi chiều nay mới vừa ẩm vừa và tới sân khấu là thứ hai là biết ẩm thi giùm, cho nên là rất là khó, không có được tập giờ gì hết, đã nói là đối kháng nè, cho nên là phải nói là rất là xuất sắc luôn. Quần áo cũng không kịp chuẩn bị gì hết luôn, cho nên là phải mặc theo trang phục của đoàn. Em rất là cảm ơn, bởi vì thật sự ra em đọc rất nhiều bình luận của tất cả mọi người luôn, nói là hai người có cách nào hỗ trợ rồi này kia, nhưng mà đâu có rời mắt được cái phòng trình diễn đâu, đúng mọi người. Dạ, quyết diện khán giả tại đây. Dạ, nếu mà truyền thống mà thu hút được như vậy thì nên chứ sao. Dạ, rất là tuyệt vời luôn, và phải nói luôn Bella với lại Lâm Hoài Thi làm một cái phần trình diễn là từ đầu tới giờ luôn, chị nói thiệt luôn, chị mới có một con mười đầu tiên. Wow. Dạ, anh ngủ vậy luôn đúng không? Dạ, đúng. Bởi vì bạn làm á, bạn làm cho mình coi nó cuốn theo và văn của bạn rất nhiều. Làm cho Bella cũng phải, trời ơi, cũng xỉu luôn á. Phải suy nghĩ, phải làm cái gì đó. Chúng ta là chị rất là hài lòng luôn. Dạ. Đó là đêm nay cái tiết mục này là tiết mục đinh của đêm luôn đó. Chính xác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Bella rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Lộ, 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 c